Cháu mới vô mà thở dài rồi. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như quá xa, mới ôm choàng lấy tôi. Con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan trường, nụ cười anh nhanh hay do hello anh vô mốt, hello anh bum, hello nhím và cứ thế, hello fan chị Tèo vào những giấc mơ tôi từng đêm thêm. Mấy hôm nay mọi người có xem thoát không ta? Chắc cũng ít ha, cười ngày âu thơ giờ đã biến mất. Tại vì vào điện thoại không được nên là có nhiều bạn vẫn không vào đâu. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ, những ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn đâu có biết lớn lên, chỉ buồn thêm bao nhiêu những đêm đêm tan vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu hôm nay em có hai show nha mọi người, chiều nay em vẫn show 5 giờ đúng 999. Nay thứ mấy nhỉ? Nay chủ nhật. Hello anh Minh Thanh, hello Lộc, hello anh Thành. Không biết sao chứ dạo này lướt Facebook á thấy là mọi người toàn là đăng status là chia tay buồn bã thôi, nhưng mà bản thân em thì nghĩ nó cũng không buồn lắm đâu, nên là ngày hôm nay mình show nói chuyện với các bạn một chút xíu. Có rất là nhiều người nghĩ đây sẽ là một kết thúc buồn, nhưng mà bản thân em thì nghĩ khác. Tại vì không phải là mất đi, mà là chỉ là mình cùng nhau bắt đầu lại từ đầu thôi mọi người. Nên là bản thân em cứ buồn thì cũng không buồn lắm. Tại vì em nghĩ là kết thúc một cái chuyện này, kết thúc một cái công việc ở bên này thì mình sẽ là bắt đầu một cái công việc ở một cái chỗ khác. Thì mình sẽ mọi người, tất cả mọi người cũng đều sẽ bắt đầu lại cùng mình, mà đâu phải là mình nghỉ bên này rồi mình không like nữa thì mình like cái chỗ khác thì các bạn không xem đâu. Mình cũng nhớ đúng á. Anh Thành là giống như là mình chia tay chia chân đó đúng không hả? Gì không? Út hỏi là hỏi anh Thành là anh Thành có coi bên kia nữa không mà chia tay. Không phải là nghỉ thoát mà là bắt đầu từ tháng sau thì thoát sẽ chuyển qua với 360 luôn. Nên là tất cả idol của thoát thì cũng có thể là sẽ chuyển qua bên đấy hết, nên là mọi người hãy tải app 360 về trước đi ha. Nếu anh nói không thì từ từ nha, nếu anh nói không. À ý là anh Thành không coi hả? Thì em có buồn không á hả? Úc kêu là không. Liệu tóc bạn có thể bồng bềnh suốt ngày dài? Hãy chứng kiến thí nghiệm với hai chiếc lông vũ để mấy hôm nay mọi người thấy em không có show không? Em suy nghĩ. Công nghệ oxy fusion thoáng nhẹ. Chỉ một chiếc lông vũ sử dụng đâu. Mấy hôm nay không có show, mọi người hỏi trong show. Thứ nhất là lùi, thứ hai là ít xuất hiện lại, thứ ba là suy nghĩ, nên là suy nghĩ mọi chuyện theo một cái hướng tích cực hơn, không nhất thiết là mình phải suy nghĩ theo nó là hướng tiêu cực. Bây giờ nó không còn nữa thì mình không show nữa đâu. Có như vậy chị chẳng qua là thấy mấy anh chị làm trong công ty hay ghi cũng đăng status cũng khá nhiều, kiểu như là chia tay rồi buồn, cũng hơi buồn, nhưng mà em thì lại nghĩ khác, em thì lại không thấy buồn nhiều lắm. Lười 99%. Tại vì nếu như mà theo kiểu là bây giờ mình chuyển qua cái app khác mình show, mọi người không có show nữa, mọi người không có xem nữa thì mình có thể buồn. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình đi đâu các bạn đi theo đó thì cũng đâu có gì đâu đáng để buồn đúng không? Tại vì mình like ở đâu thì các bạn cũng xem thôi mà, đâu phải là các bạn không xem nữa đâu. Chỉ là mình chuyển từ một cái app này sang một cái app mới hơn, mình phải có thời gian để mình làm quen hơn thôi. Bởi vậy nên là cũng không có gì gọi là
mới á, lộn, cũng không có gì gọi là buồn hết. Cái buồn á là sợ mình không show thôi à, mọi người buồn thôi, nhưng mà giờ mình show thì mọi người có gì đâu mà buồn, đúng không? Em hồi tối này em với bé Thảo thử này, nhưng mà thử bằng máy tính thấy cũng ok đó anh, cũng giống như là thót bình thường à, lấy bằng máy tính cũng được luôn. Không, em hồi tối này Út la em xem thì không có lắc, em xem bằng điện thoại. À, tại vì cái lúc đó Út show xong, lúc mà em nhắn tin mọi người em hỏi là mọi người ăn tối chưa đó, em mới ngủ dậy á, xong rồi xong rồi em mới cầm điện thoại nói là Út lên thử đi để teo coi cho. Đó. Mình có thể xem bằng máy tính luôn rồi phải, không biết nữa. Ủa, xem bằng à, máy tính thì phải xem bằng link web thì nó cũng không khác gì thoát bây giờ đó. Cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan vậy hả? Nụ cười ấy mà ngâu thơ tôi à, em cũng không rành nữa, nhưng mà nói chung là và cứ thế âu thơ vẫn nói chung là em thấy bình thường. Nhường lại cho những âu lo về đây, và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ. Những ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đều chia với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được ở đâu có biết lớn lên. Nè, nhưng mà quan trọng là khi nào mà qua app mới thì mọi người đừng có đổi tên nha. Mọi người có thể giữ cái nick như thế này luôn nha, để cho em biết. Honey. Cái nick này Honey em hơi ấn tượng là chẳng, tại vì lúc nào show thì cũng thấy, nhưng mà chả bao giờ té chát hết. Nhưng mà không biết là Honey là có đang on hay không. Hôm nay là ngày cuối cùng show talk rồi, nên là em hy vọng là bạn nào mà đang xem ở trong này á, thì mọi người có thể té chát lên vài câu nào đó để mình có thể trước giờ xem show của em, nhưng mà chưa test chat thì bây giờ là dạ đúng rồi, còn 3 số, nhưng mà 3 số thì vẫn còn giữ đến hết tháng 10, nhưng mà ý em nói là đang show công ty mà. Em nghĩ là chắc em sẽ qua kia luôn. Mà em cũng không biết nữa, có thể là em sẽ vừa stream bên kia vừa stream thoát bên 3 số luôn. Em chưa quyết định. Nếu như mà bạn nào hôm nay xem show là đây là show cuối cùng của Room 88, là Room công ty rồi, nên là mọi người nhớ test chat lên ha, để cho Chi biết cũng như là các bạn ở đây cũng biết luôn là mình còn xem thoát. Và nếu như bạn nào mà xem show của em mà từ đó tới giờ chưa test chat thì hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, mọi người hãy test chat lên nha. Thêm một cái câu nữa, đó là khi nào mà các bạn xài app 360 thì các bạn nhớ là mình để tên như thoát đi. Tại vì để tên như vậy thì em sẽ dễ dàng nhận biết tất cả mọi người hơn. Hả? À, ai muốn cô gái thì để tên khác nha mọi người. Trời, nè, em cho mọi người xem cái kính của em nè. Nó gãy mất bên này rồi, còn có một bên thôi. Hôm bữa gãy đó, bữa chị nói gãy mà, hình như nó bị mờ rồi sao. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn từ những bông hoa cao cấp, comfort ly mới từ comfort hương nước hoa. Bữa rớt gãy đó. Nhưng mà không sao, mình mua lại cái mắt kính mới rồi. Đây, thấy chưa? Đường nào bước qua, ta để mang em món quà. Ta say đến giờ. Nắng mưa là chuyện nắng mưa. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn. Tông nữ nào?
Mấy hôm nay mọi người không có em, mọi người có xem show không? Có ai có điều gì muốn nói không? Thực tế là cũng có điều gì muốn nói đâu ha. Bà này không có tâm nữ à? Ồ, không có tâm nữ. Chỉ có tâm chút nhân thôi, không có tâm nữ. Rồi em nói thiệt luôn nha anh Thành, em thấy sao mà mọi người đeo kính đẹp thế nhở? Dễ thương của tép không mới quen, em đeo kính nhìn em nói thiệt giống như con nào mới xuất hiện ở trại tâm thần vậy. No, không bao giờ mình tự dìm hàng mình cả. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay của chàng tưởng như quá xa, mời ông chàng lấy tôi làm mơ đấy thôi, đừng buồn tôi à. Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường kia, mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan trường, nụ cười ấy mang ngóng thơ tôi về nơi xa xôi. Và cứ theo thơ vẫn trôi vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi. Và tiếng cười ngày âu thơ giờ đã biến mất, nhưng lại cho những âu lo về đây. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ, những ngày thơ mang theo những ước mơ, ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lăn lên chỉ buồn thêm, bao nhiêu những ước mơ tan vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu mến, nhìn em giống như là không phải em vậy đó. Cái gì anh phiền lòng tại sao? Bài này là bài muốn khóc thật to. Ở trong room 88 này thì anh vẫn có thể gặp được rất rất là nhiều idol khác nhau. Một ngày 24 giờ thì mình có thể gặp được 24 idol khác nhau. Nhưng khi mà mình chuyển sang 360 thì một ID, một phòng của idol thì chỉ có một cái người đó thôi. Cái người đó sẽ show từ A đến Z luôn. Nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng hơi khó. Ví dụ như là mình ngủ quên thì mình cũng không thể nào mà qua xem idol khác được. Mình ngủ quên, mình ở mãi trong này làm sao mình biết idol nào đẹp, đây nào có idol nào xinh khác ngoài idol này không? Đúng không? Nên là talk thì sẽ tạo cơ hội cho chúng ta xem được nhiều idol hơn. Còn 360 thì chúng ta chỉ vô một room thì chúng ta chỉ xem được một idol thôi. Thấy không mọi người?
Sau nhiều thời gian thì album cuối cùng cũng đã bị em bắt thoát rồi. Đó là lý do tại sao album không thích chuyển qua 360. Tại vì không thể nào gặp được nhiều idol cùng một lúc được. Ừ đúng rồi anh, kiểu nhìn mặt Hoài chán quá, ta muốn thay đổi. Ta muốn thay đổi khẩu vị. Nói xấu hổ đi đó. Hello mọi người, chào các bạn mới vào nha. Mặc dù là hôm nay là ngày sau cuối của cái nick này của Chi đã thoát rồi nên, nhưng mà ai có Hoa thì mọi người vẫn cứ lên Hoa miễn phí giúp Chi ha. Không sao cả. Nên là không sao. Chúng ta hãy cứ đừng buồn. Các bạn đừng buồn và đừng khóc. Chúng ta chỉ là chuyển qua một giai đoạn mới thôi. Để hát bài này nha. Ơi, bài gì quên rồi. Bài này cũng... Dạo này em hát bài này cái xong Út nó chửi em hoài luôn. Nhưng mà bài này cũng có nhiều đoạn hay mà. Trời ơi, bài này dở quá ta. Và giờ đây tôi muốn idol xuyên tạc quá nha. Mọi người nói đi mọi người. Bây giờ mọi người bỏ phiếu đi. Những cái điều mà em nói vừa rồi có phải là xuyên tạc hay không, mọi người hãy bỏ phiếu đi. Có xuyên tạc không? Vì giờ em biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xuân sắc người mặn nồng còn thầm thì, em bước sang ngang để chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho em chuyện tình mình mà là vì anh đã trao ai lời những năm tháng ai màu. Ủa cái đoạn này hát sao ta? Ê từ từ hát lại nha. Tại vì bài này em cũng chưa nghe nữa. Bài này thực ra không quá xuất sắc. Dạ đúng rồi. Nói chung là bài này thì cũng không gọi là một tác phẩm tuyệt vời lắm. Nhưng mà hot là tại vì với lại là tại vì lời của nó cũng khá là kiểu là khá là phù hợp với lại câu chuyện của rất là nhiều người nên là được người ta đón nhận thanh kiểu vậy á. Ai cái này thật ra cái beat này em mới nghe thôi. Ừ Út hãy để đó, Út tặng teo đi, nay ngày cuối nè. Út tặng cho Út hết rồi. Không sao. Em mai mai mốt mua nhiều nấm lên để. Vì giờ em biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xuân sắc người đừng gọi lời thầm thì. Em bước sang ngang để chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho em chuyện tình mình mà là vì anh đã cho ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ những năm tháng phai màu. Nếu đó hôm trước kia chưa về, nhánh hương tình thắm thêm có thể em bước ra. Rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Vì ai giờ em biết chuyện tình mình chẳng còn gì.
Khi đó xuân xa, người đừng ngọt lời thầm thì. Em bước sang ngang, đợi chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho em chuyện tình mình mà làm phi. Anh đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ, những năm tháng phai màu. Hát sao nữa? Hết rồi. Ủa có như đó thôi. Ừ đúng rồi. Em nghĩ là bài này nó cần phải có một cái điểm nhấn, là một cái đoạn cao trào nào đó. Tại vì á, cái giai điệu bài này thì nó cứ đều. Cái quan trọng là cái lời của nó là một cái câu chuyện khá là nhiều người để ý, hoặc là khá là nhiều người đã rơi vào tình trạng như vậy, nên là người ta thích cái bài hát này thôi, đơn giản. Đúng không? Nói chung là dở vãi. Bây giờ Út viết một, Út không có được xài nữa đâu nha. Thì cũng là của mà anh em mình xuống núi thì cũng là của VNG thôi. Thì với lại là mình xem những cái mình xem những cái app Việt Nam thì cũng như là ủng hộ Việt Nam thôi mà, có gì đâu. Bài này dễ thương quá. Ở đây là mọi em đảm bảo 100% là tất cả mà là các bạn sẽ sang 360 cùng với idol của mình, đúng không? Thì mình vẫn cứ ủng hộ idol nhà mình thôi, có gì đâu. Giá trời, nó kính rớt xuống đó. Quậy. Hello bé cưng. Em 3 năm rồi mới được VIP 1 đó mọi người, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại. Thôi bớt xạo đi, im đi. Coi chừng tôi đó, tôi giơ chân lên là trúng đầu nha. Thứ ai đồ mắc nết mình chết. Úi dồi ôi. Úi dồi, nói như thế. Hello bé Tú, hello mọi người. Ai có hai người lên hai cho ai đồ nha. Ừ ha, anh Thành nạp hả? Ừ em chả biết nữa. Em nạp lâu lâu em nạp được 100 ngàn, 200 ngàn hết. Ok.
bây giờ ai còn xu ở thót á thì mọi người có thể xả xu hết được rồi, tại vì nếu mà thót mà qua 360 thì chưa đồng bộ xu được, nên là ai còn xu thì mọi người tranh thủ thả đi. Có một vài bạn hỏi em ở trên Facebook là Chi có show 360 không? Thì bây giờ Chi có câu trả lời cho các bạn là Chi vẫn show 360 nha, Chi vẫn like 360 bình thường. Nhưng mà em thấy á, nếu như mà em chuyển qua 360 thì sẽ lợi hơn rất là nhiều, biết sao không? Tại vì á, bình thường là nếu mà mọi năm thì vẫn show thoát thì Tết cũng không có show. Tại vì làm bằng máy tính mà, show bằng máy tính mà. Về nhà là không có máy tính đâu có show được đâu. Bây giờ mọi người mà Tết mà muốn xem show của em hay của Út là cũng khó nữa. Nhưng mà không, từ bây giờ thì mọi người Tết thì mọi người có thể vào lịch xì cho em và Út được rồi. Có nghĩa là Tết mặc dù là ở nhà thì mình vẫn có thể show được, tại vì mình live bằng điện thoại được, đúng không? Tết năm nay mình sẽ gắn bó với nhau nữa. Mọi năm không có năm nào em mọi năm thì Tết là sẽ ít được gặp lắm. Bây giờ năm nay thì mọi người có thể ở nhà và xem livestream được rồi, là nhà luôn. Nên cái điều đó thì cũng tiện. Và nếu như mà em hay đi chơi thì ví dụ như em dù em có đi Đà Nẵng, Đắk Ninh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bảo Lộc gì thì livestream thì mọi người vẫn có thể xem được, vẫn có thể like được. Tại vì đi chơi nhưng mà tối thì về thì cũng like bằng điện thoại cũng được. Đó là một cái lợi thế khi mà mình like bằng điện thoại đó. Nhớ lì xì nha. Hello Hiếu. Nhà cũ chuẩn bị dẹp rồi. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của thót nè. Nên là nếu như mà bạn nào đi theo idol của mình thì các bạn vẫn có thể qua 360 thôi. Hoặc là nói chung là đâu có gì đáng phải buồn thôi đâu. Không phải là mình không có gặp nhau đâu mà. Anh Tòng nói là tháng sau là bắt đầu từ ngày hôm sau là mọi người chuẩn bị xuống núi nha. Thì có nghĩa là sẽ có rất là nhiều idol đổ bộ vào. Nên là mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi, nhiều idol lắm, xem không mệt nghỉ luôn. Sao một mai em đến. Dạ đúng rồi, sau giờ hơi lung tung lộn xộn. Nhưng mà mình cứ mỗi idol thì mình cứ cố định một giờ đó cho các bạn dễ xem. Cái giờ show thì em vẫn chưa quyết định được, tại vì em muốn biết là mọi người muốn em like giờ nào. Mọi người có thể chọn đi, tại vì bây giờ mình chủ động rồi. Mình chủ động giờ like hơn rồi. Không biết là mọi người xem. Nhưng sẽ không có idol nào. Cảm ơn anh Thành nhiều. Em thì cũng chưa quyết định xem là em like giờ nào. Tại vì phụ thuộc vào nếu như mà mọi người rảnh của nào nhiều hơn thì mình like ngày đó thôi. Tình đầu tiên khi tôi hơi buồn. Hát bài này nhé. Hay, ước gì bây giờ mình cuộc tình đầu tiên khi tôi hơi buồn. Tôi yêu với những tình khôi, sinh viên thì như thế thôi. Chỉ có tiếng hát nụ cười, rồi người rời xa bằng lời chê bai. Người trách tôi không tương lai, tim tôi chỉ biết hất ai. Tôi đã bao năm rồi thôi. Đời ngược xuôi trăng đen tôi cũng hiểu thấu. Nếu còn yêu đâu ai dài đời. Hàng chứa những lý do bỏ rơi một người. Người ở lại chỉ như kẻ ngóng chẳng biết thế nào. Khi một ai đã muốn rời đi, cho dù ta có tốt đi gì, khi chợt lời nói đối phương là kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách sẽ say tình yêu, chịu những lý do chia tay.
tháng trước em á, mọi người có ai xem hot không? Có ai có show, có ai show, có idol nào show không? Rồi nhiều ngày sau khi tôi nguôi hoa, tôi yêu thêm lần thứ hai. Vì sợ không có tương lai nên tôi cố gắng nhẹn mài. Rồi người lại muốn tôi dành hơi gian, người trách sao tôi khổ khai, cần một ai lãng mạn. Chia tay biết nói gì đây? Để ngờ xưa trắng đen tôi cũng hiểu thương, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Thành cho những lý do bỏ rơi một người, người ở lại chỉ như kẻ ngốc chẳng biết thế nào. Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt hay gì, khi chặt lời nói đối phương là kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đã đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ say tình yêu, trừ những lý do chia tay, chỉ là hết yêu. Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt đến gì, khi chợt lời nói đối phương là kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng có đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ say tình yêu, chịu những lý do chia tay. Bài này lời nha. Nói chung là tình yêu mà rất là khó nói, nhưng mà đối với em thì cái bài này nó cũng hơi vô lý một chút xíu, là tại vì nếu như mà yêu mà chỉ quan tâm, ví dụ như là anh này lần thứ hai yêu thì sợ là không có tương lai nên là chỉ là làm việc thôi, nhưng mà không quan tâm đến cảm xúc của người yêu thì đó cũng là không phải là mình tốt, mà là trách bản thân mình. Tại sao khi mà một người nào đó rời xa mình thì mình hãy hỏi là tại sao, tại sao họ lại rời xa mình, rồi mình suy nghĩ lại là à, là do mình hay là do người ta. Nhưng mà có do mình hay là do người ta thì cũng một phần nào đó mình cũng sẽ là người sai, dù cho người dù cho có do người ta thì mình cũng cũng không thể nào đúng hoàn toàn 100% được. Em cũng hay suy nghĩ lắm. Ví dụ như là mỗi khi nào có một cái người bạn nào đó xem hot của mình, ví dụ như là xem 2-3 năm rồi tự nhiên người ta rời đi vậy đó, xong người ta cho một cái lý do nào đó là tại sao người ta rời đi, và em cũng sẽ suy nghĩ lý do đó. Ừ, em cũng sẽ suy nghĩ là ừ, cái đó là do mình hay là do người ta. Nếu như mà do người ta thì thôi, mình đã cố gắng hết sức rồi, mình cũng không thể nào thay đổi được cái suy nghĩ đó, thì thôi mình bỏ qua vậy. Còn nếu như mà do mình thì bản thân mình sẽ thay đổi. Hay không? Chính xác. Bắt Binh ra nhảy. À, live stream chúc Tết. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc cô chú. À, chúc anh chị sống lâu trăm tuổi. Gia đình thì mình mới hỏi xin gì được. Ừ, đúng. Trong nhà này Út nói nhiều đúng. Út nói nhiều đúng với mọi người. May á, may em ra trước Út, em còn phép nép như vậy chứ. Út mà ra trước em là chết. Nói sao kỳ vậy? Em nói vậy Nè, nói chung á là trong chuyện tình yêu thì nó có khá là nhiều thứ mình cũng không thể nói được chung là ai đúng ai sai, chẳng qua là người ta có còn thuộc về nhau, có còn dành cho nhau nữa không. Nếu như mà một người
Một người thuộc, ví dụ như là một cái người A thuộc tiếp người là thích quan tâm người khác, còn một cái người B thì là thích được người khác quan tâm, thì hai người đó sẽ dành cho nhau là một cái điều rất là hợp lý rồi. Tại vì một người cần và một người đủ điều kiện để cho cái người đó thì người ta đến với nhau thôi. Còn nếu như là mà một người A là thuộc tiếp người là thích quan tâm người khác, còn người B là thuộc tiếp người là kiểu như là hơi lạnh lùng á, không muốn được người khác quan tâm, thì dù cho họ có yêu nhau thì họ cũng sẽ chia tay thôi mọi người. Bởi vì yêu nhau bao nhiêu năm trời đi chăng nữa thì cũng sẽ chia tay thôi. Tại vì á, cái bản chất là cái bộc phát từ trong con người từ lớn tới bé, và đến già luôn thì cũng không bao giờ có thể thay đổi được, không bao giờ có thể thay đổi được cái bản chất của mỗi con người hết á. Cái điều này thì em có nói rồi, có nói rất là nhiều lần rồi, bản chất là cái thứ mà không bao giờ có thể thay đổi được. Nên là mình cần một cái người phù hợp với cái bản chất của mình, và hai người đó là hai bản chất thuộc về nhau, chứ không phải là hai bản chất đối đầu nhau. Người ta yêu nhau và nhưng mà hai bản chất đối đầu nhau thì kết quả là người ta cũng không thể nào đến được với nhau đâu. Ví dụ như là Trấn Thành và Harry Won á. Trấn Thành là kiểu người thích quan tâm người khác, còn Harry Won là kiểu người thích được người khác quan tâm. Nhưng mà khi mà Trấn Thành đến với Harry Won thì đó là một cái cặp dành cho nhau rồi, đúng không? Tại vì Trấn Thành thích quan tâm người khác, còn Harry thì lại thích được người khác quan tâm. Nên là những cái điều mà Trấn Thành dành cho Harry đó là một cái điều vừa đủ, không dư, không thiếu. Thì người ta đến với nhau thôi. Còn nếu như mà đổi lại là Tiến Đạt thì là kiểu người ít nói, hơi lạnh lùng một chút xíu, nên là nó không có thể hiện tình cảm người ta nhiều. Còn Harry thì rất là thích được thể hiện tình cảm, nên là hai người không đến với nhau được. Tất cả nó đều có nguyên nhân của nó cả. Đúng rồi. Vậy nên là em mới nói là tình cảm là mỗi điều khó nói, nên là tùy người, tùy cái trường hợp và tùy cái bản chất thì họ sẽ tìm được một người phù hợp với cái bản chất đó của mình, và hai cái bản chất đó nó hòa hợp với nhau chứ không phải là nó tương khắc nhau. Nếu như mà nó hòa hợp với nhau á thì người ta sẽ đến được với nhau thôi. Mọi người cứ tin như vậy đi. Ví dụ như Nhi hả? Nhi là thuộc kiểu người cũng thích được người khác quan tâm đó, nhưng mà nhưng mà Nhi yêu lộn người rồi Út. Hiện tại em xin thông báo với mọi người luôn là nhà em vẫn còn ế một đứa, là ai muốn ứng cử thì em có thể giới thiệu. Chúng ta có thể đi chơi, nhắn tin tâm sự. Sắp Tết rồi đó mọi người. Mọi người ơi, sắp Tết rồi nha. Chuyên gia không lấy chồng. Em thì hôm nay em vừa suy nghĩ, em vừa dành tình yêu cho một người rồi, nên là em không thể dành tình yêu cho người khác được. Còn người mà em dành tình yêu thì một lát nữa em sẽ đăng Facebook cho mọi người biết ha. Thiệt luôn, em lỡ yêu người ấy mất rồi, em không thể nào yêu thêm, không thể yêu thêm ai được nữa. Gì? Tao nói thiệt chứ tao nói láo gì? Tao nói thiệt đó Út. Hôm qua tao có nói với Út rồi, mốt để á. Đúng rồi, cái phượng của tao. Không, còn một nhỏ nó bây giờ vẫn yêu nha. Sao sạc. Ngày xưa yêu chút thôi, chung thủy. Ngày xưa cũng chung thủy đó, bây giờ đã yêu rồi. Không, cục một nhỏ là bé nhỏ, cục một nhỏ là con. Còn bé Phượng là người yêu. Ông chả biết gì cả. Tèo thích. Miễn sao teo yêu người ta là được, teo không cần biết người ta có yêu teo không, teo không quan tâm. Em không quan tâm mọi người, em chỉ quan tâm là em có yêu người ta hay không thôi. Còn lại người ta có yêu em hay không là em không quan tâm. Không. Thật ra thì đúng, em không quan tâm người ta có yêu em hay không, em chỉ quan tâm là em có yêu người ta hay không thôi. Nên là em chỉ quyết định công khai người yêu của em trong một ngày gần nhất. Không sao, tại vì em cảm thấy em rất là yêu người ta rồi. Tối nào em cũng xem hết mọi người. Chưa lấy mà đã cãi rồi, cãi với ai đâu, có lấy đâu, lấy ai đâu trời. Đúng rồi, tối nào cũng xem cả. Đại ý gì, đại ý gì anh? Trời ơi sao mà nó nóng dữ vậy ta?
Ừ, nóng nhỉ. Hôm nay nóng nhỉ. Út đi chơi rồi tao ở nhà với ai đây? Tao nhà tôi ăn gì đây? Uống gì đây? Một lát nữa tao sẽ đi mua Red Bull. Một lát nữa tao sẽ mua nước ngọt tao uống. Mà muốn nghe bài gì? Dạo này có bài gì mới đâu trời. Dừng lại một chút thôi, người ngủ say em đang tìm kiếm. Lạ. Phút ban đầu. Không. À, mấy cái bài của anh Vũ đó hả? Em không có nghe. Lạ hay là lạ lùng đó? Dạo này mặt anh tròn phết nhờ. Dạo này Út nói là em tròn ghê luôn. Những con tình cho nó giờ bỗng tan như là mây khói. Lời chưa nói nhưng không biết có tâm nữ không nha. Hôm nay là em show hay show nha mọi người. Chiều nay mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ 999. Chính xác. Giữa tắm Hazelin mới với sự kết hợp mới lạ thực chất từ thiên nhiên giữa matcha và lụa đỏ, giúp làm sáng sắc da xỉn màu do môi trường xung quanh, cho làn da sáng rạng ngời thuần khiết. À, chỉ còn phòng 88-99 là hoạt động thôi hả? Ừ, bình thường. Thì mình cứ coi bình thường thôi, mình rảnh mà. Chỉ có một điều khác hơn khó chịu là em ít khi em lười online bằng máy tính lắm. Em toàn là online bằng điện thoại thôi, nhưng mà điện thoại thì không có muốn vô được. Nhưng mà em vẫn thích on bằng điện thoại hơn, tại vì em có thể vừa nằm vừa xem. On máy tính thì phải mở lên là lười lắm. Những câu anh tình chưa nói giờ bỗng tan như là mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ giờ đã tiếc cho duyên mình dang dở và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cây đắng bây giờ đã lỡ, những tiếng yêu giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao cứ vẫn mộng mơ. Ký ức bây giờ đã hết, những nỗi đau còn chưa quên. Làm sao để quên đi cuộc tình chúng em. Vài bữa tao không cần đọc gì chứ. Không được nói như vậy. Thiếu nhau bao lần xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai đây. Tiếc cho duyên mình dang dở và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Cay đắng bây giờ đã lỡ, những tiếng yêu giờ tan vỡ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao cứ vẫn mộng mơ. Tiếc nuối những ngày tháng ấy, phút chốc tan thành bão mây. Làm sao để quên đi cuộc tình chúng em. Xin kết thúc.
chẳng bao giờ yêu nữa. Chợt nhận ra tình cảm đôi ta dường như đã phôi pha dần, khác xa chẳng lần giờ em đã không cần. Hello em, tạm biệt á. Chị đâu có nghĩ đâu mà tạm biệt chị. Nè, mấy ngày hôm nay nhờ không có show, tôi tĩnh tâm, tôi lướt Facebook, tôi phát hiện được rằng là Sơn Hoàng là một người tiêu biểu trong giới trẻ ngày hôm nay. Hình lộn Facebook nào của gái xinh cũng có cái like của nó đó mọi người. Thiệt, em lướt Facebook của em hết 10 con nữ là hết 10 con nữ là có Thu Hàng nó vô nó like Facebook rồi, thấy không? Chị ơi, lần đầu tiên em nói dối là khi nào? Là khi nào lớp mấy nhỉ? Lớp 3. Lớp 3 á mọi người. Thì bỡ á. Lần đầu tiên em nói dối là lớp 3. Nhớ lần đầu tiên nói dối là lớp 3. Không, mà hình như ngày xưa cũng nói dối hơi nhiều á. Ừ, lần đầu tiên nói dối em cũng không nhớ nữa. Như Út nó bóc phốt em là biết sao không? Tại vì á, hồi nhỏ thì em cũng hay nói dối là kiểu hôm nay ba mẹ kêu ở nhà đừng đi chơi, nhưng mà rốt cuộc em vẫn đi. Sau đó thì em về nhà trước khi ba mẹ em về là được. Vậy có được gọi là nói dối không? Có nhỉ. Tình tâm lớn hiểu không? Chị mấy hôm nay chị có show đâu, chị tịnh tâm lướt Facebook lắm. Anh Tâm My hả? Chưa qua 360. Cũng sắp qua rồi đó anh. Hôm nay tốt ngày cuối mà, mình cứ coi thôi. Trời ơi, ý là chị nói như vậy đó, chứ thật ra là nhiều khi hơn 10 đứa thì em cũng like hết 10 đứa rồi. Thôi Út đi chơi rồi, Út bỏ Teo, Teo ở nhà, Teo ăn gì đây? Ngày nào Teo cũng phải suy nghĩ chuyện là ăn gì. Ơi hôm qua hôm bữa chị tìm, chị lấy cái hộp đựng giày cho bé Sơn mà chị vẫn chưa tìm ra cái hộp nào, rốt cuộc là chị mệt quá, chị kêu là thôi từ từ tìm, mệt quá. À mông lai 360 rồi hả anh? Nếu như mà em có nói với mọi người á, thì tại vì em có hỏi chị Thảo rồi, hiện tại thì mình vẫn chưa đồng bộ thoát với lại 360 được, nên là su thì mọi người vẫn chưa chuyển qua 360 được, nên là em nghĩ là nếu như mà còn su thì mọi người cứ đi xả đi. Ok, để coi hát bài gì nào. Em còn 8 phút nữa hết giờ nha mọi người, một lát nữa em show 5 giờ room 999 nữa. Mọi người nói chia tay chia chân gì đó nhưng mà em thấy vẫn bình thường mà, đâu phải là chia tay nó đâu. Hát bài Lời Hứa Của Em Ngày Xưa đi. Là bài gì? Bài Lời Hứa Của Em Ngày Xưa là bài gì nhờ? Bài đó nó lạ quá. À mình đang son môi, mình tưởng mình chưa son môi. Có chia tay đâu mà mọi người lo nhở? Không có chia tay, chỉ là mình chuyển từ cái này sang cái khác thôi. Có gì đâu mà buồn. Người ơi có sao đang yêu lại thôi.
là anh đang tải 360 like vậy chứ. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời. I love you la 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 la. Tải đi. Anh Ti còn bán cam không? Em sẽ mãi là người trời che cho anh không thể cách rời. Đây em đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Lại gần đây bên nhớ đôi ta nghe mơ. Bàn tay kia đã quen hơi nhau hay chưa? Mà sao tiếng cứ ca la 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 la. Yêu mắt dù còn đâu. Hát bài này nhá. ID là gì vậy? Chị hả? ID của chị hả? Ừ, chị chưa có like đâu. Tại vì chị đang gửi nick lên công ty thôi để người ta duyệt đã rồi chị sẽ thông báo cho mọi người sau. Vì yêu là không cần nói, chỉ cần nghe trái tim rung lên ôi ôi, chỉ cần hai giấc mơ trong khe vào nhau rồi bay lên trời. Vì yêu là không cần nói, chỉ cần đôi mắt lung linh như ánh sao, chậm nhìn nhau mong thấy đôi tim hòa chung nhịp đập nôn nao. Đôi môi ai chưa từng hôn ai, đôi tay ai chưa từng ôm ai, sẽ chưa nói được chỉ có khẽ mi lại, cứ như mai này phải cách xa. Lại gần đây bên nhau đôi ta nghe mắt, bàn tay kia đã quen hơi nhau hay chưa? Mà sao tim cứ ca la 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 la, yêu mất rồi còn đâu? Từ hôm nay anh sẽ dành hết cuộc sống làm sao nỗi của em khi em lặng câm, làm đôi mắt của em khi ta. Ủa có hát nữa ta? Chắc không đâu. Đôi tay ai chưa từng ôm ai, sẽ chưa nói được chỉ có khép mít lại, cứ như mai này phải cách xa. Cảm ơn Tommy. Hát sao nữa quên rồi. Bài này lâu quá không hát. Lại gần đây bên nhau đôi ta nghe mơ. Bàn tay kia đã quen hơi nhau hay chưa? Mà số tiền cứ cả la 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 la. Yêu mất rồi còn đâu? Từ hôm nay anh sẽ dành hết cuộc sống làm dòng lời của em. Làm đôi mắt của em khi ta vào đêm, cứ yêu đi đừng lo sợ gì. Anh mua nhiều không? Ủa nhưng mà nếu như mà idol show ba số thì vẫn còn show hết tháng 10 ấy anh.
thì anh hỏi bạn idol cái xong rồi anh tặng qua bên đó cũng được, cũng giống như là event thôi mà. Lỡ rồi. 369 vẫn còn show nha mọi người. Bài. Bỏ cái áo khoác ra đi. Sao nóng nực quá vậy trời? Mình nóng không? Không thấy nóng hả? Úi giời ơi. Đi. Biết. Ủa em hết giờ chưa ta? Hút đi. Hết giờ là mọi người. La mọi người nha. À hả? Không phải, anh nghĩ sao trời này nó còn quất thêm cái áo khoác này. Em kêu là trời ơi, bộ miếng nóng hay gì? Idol lên rồi đúng không? Lại anh đây bên nhau đôi. Ok mọi người, bye bye mọi người, hẹn gặp lại nha. Chiều nay em show 5 giờ room 999. Bye mọi người nha.